Xin chào các bác và anh em cùng ở mọi miền Tổ quốc, cùng nhìn đam mê. đó là những sản phẩm hàng bãi và yêu âm thanh nhạc vàng. Thì video này là em sẽ giới thiệu cho anh em là hai con Reserve 7070 có về bên em, nay là ngày 3 tháng 8 năm 2019. Thì mọi chi tiết mua hàng thì anh em liên hệ vào số điện thoại phía trên màn hình. Số chính của em là số 114, thì anh em liên hệ mà nếu thấy máy bận thì anh em hãy liên hệ vào số 77 nha. À, xin mời tất cả anh em đăng ký kênh để theo dõi những sản phẩm bên em. Anh em bấm nút ấn nút vào nút đăng ký màu đỏ phía dưới màn hình để được bên em được phục vụ và các bác được theo dõi những sản phẩm để lựa chọn cho mình một sản phẩm ưng ý. Và sau đây em sẽ quay chi tiết sản phẩm hai sản phẩm, đó là dòng Sansui 7070 về bên em. Là đối với những cái con receiver của Sansui này, nó đánh hầu hết các dòng loa không kén loa nha anh em, tiếng rất là hay và được canh chỉnh là bass mid treble cho từng vế. À, quên, xin lỗi anh em, có canh chỉnh bass mid treble nha, cho anh em can thiệp rất là rộng và âm sắc, và đặc biệt âm sắc rất là hay. Anh em đánh những dòng loa nào cũng được nha, đánh rất tiếng rất là tốt và được dân audio chơi âm thanh rất là ưa chuộng những dòng này, vừa tầm tiền và tiếng rất là hay. Đó là server Sansui 7070 có công suất cực đại là 400W, hầu hết các dòng loa nha, rất là mới nha, mặt mũi là không tì vết nha. Này em sẽ quay con đầu tiên đấy, rất là mới, những con này lên đèn rất là đẹp. Con thứ hai, tất cả sản phẩm bên em là nguyên bản nha, bao nguyên bản các bác, và được kiểm tra bởi em mua thì lúc này cũng kiểm tra rất là kỹ nha, tất cả là nguyên bản nha. Đây, rất là đẹp. Hay là phía hậu của em nó là hai sản phẩm này, rất là đẹp nha. Đấy. Đây là bụi bặm nha anh em, đấy bụi bặm em lau này. Đấy. Trước khi lên đường thì em sẽ có vệ sinh sạch sẽ cho các bác, nhưng nó rất là đẹp rồi. Và sau đây là video em sẽ mở ruột gan, anh em đón xem nha. Đây là ruột gan của em nói nha. Rồi anh em chờ xí mình sẽ mở ruột gan hai con này, rồi anh em cùng chiêm ngưỡng nha. Và giá cho một em là 18 triệu 500, em bao ship toàn quốc cho anh em. Giá 18 triệu 500 nha anh em, hàng đẹp không tì vết nha. Rồi, và em đã tháo hai bao gỗ của hai sản phẩm đó là 7070, thì xin mời anh em chiêm ngưỡng ruột gan của em nó. Hai con này là sexy vàng 7 màu, rất là đẹp nha, rất là đẹp luôn. Thì anh em nào quan tâm đến sản phẩm này thì liên hệ cho em qua số điện thoại phía trên màn hình. Em ship hàng toàn quốc, nước ngoài em cũng ship được luôn nha, ở đâu em cũng ship được trơn. Anh em nào có nhu cầu và có chung niềm đam mê thì cứ chọn niềm tin, em sẽ ship tận nơi. Đấy, rất là đẹp nha, tất cả nguyên bản. Đấy, rất là đẹp này, đây nha anh em, rồi rất là đẹp luôn. Giá là 18 triệu 500 nha, 18 triệu 500 một em. Đấy, rất là mới nha, nấm nút sáng tròn nha. Vì những sản phẩm này là được tính là nghi hay bài đẹp nên bên em tuyển chọn rất là kỹ để đưa đến cho các bác nghi, vừa nghi vừa ngắm nó mới đã. Một tăng phô rất là lớn, có công suất cực đại lên tới 400W, rất là nặng nha. Này, chắc là mới nha. Rồi em xin phép là dừng video, thì anh em nào có yêu thích sản phẩm thì nhớ liên hệ cho em nha.